Trên tay mình đây là chiếc AirPods 2. Chiếc AirPods 2 này được ra mắt cách đây khá lâu rồi. Và hiện tại mức giá của nó đã giảm đáng kể so với hồi mà nó mới ra mắt. Và không biết là trong năm 2023 này thì chiếc AirPods 2 còn đáng mua hay không. Chúng ta hãy cùng xem trong video đánh giá chi tiết ngày hôm nay nhé. Và đây là Top Zone tụi mình chuyên review cho Apple. Và hiện tại AirPods 2 được bán tại các cửa hàng chính hãng của Top Zone với mức giá là 2.750.000 đồng. Cùng với đó là các chương trình khuyến mãi dự kiến áp dụng đến 30 tháng 11. Và bên cạnh đó chúng ta còn có các mã giảm giá 100.000 khi thanh toán qua ví điện tử Momo. Chiếc AirPods 2 này khá là được ưa chuộng ở Việt Nam khi mà các bạn có thể thấy rất là nhiều người già nhà đều sử dụng chiếc AirPods 2 này. Có một lý do mà mình nghĩ nó được ưa chuộng như vậy là vì cái khả năng kết nối của nó với các sản phẩm của Apple. Còn AirPods 2 này về mặt kết nối với các thiết bị trong hệ sinh thái của Apple như là iPhone, iPad thì cái tốc độ kết nối cũng như là chất lượng âm thanh thì phải nói là nó rất là nhanh. Và khi mà chúng ta có thể chỉ cần mở con AirPods này ra là lập tức nó có thể kết nối với các thiết bị khác như là iPhone, iPad. Và sản phẩm này nó được trang bị con chip H1 và đem đến một cái tốc độ kết nối chuyển đổi giữa các thiết bị một cách nhanh chóng. Và hầu như là mình chưa từng gặp bất kỳ một cái trục trặc nào hay là chậm trễ nào khi mà kết nối với các thiết bị iPhone cả. Khi mà kết nối thì nó có một cái tốc độ kết nối khá là nhanh và cái độ trễ thì mình không cảm nhận được bất kỳ một cái độ trễ nào trên con AirPods này cả. Và mình dùng tai nghe này để mà chơi game, edit video cũng không bị ảnh hưởng gì về độ trễ. Mọi thứ nó hoạt động rất là chuẩn xác và mình sẽ không cần phải đắn đo về cái việc là nó bị trễ tiếng hay là gì cả. Bên cạnh tốc độ kết nối và cái khả năng tương thích giữa các sản phẩm thì chúng ta còn phải quan tâm tới cái chất âm của chiếc AirPods này nó như thế nào nữa. Và chúng ta hãy cùng đánh giá xem là chiếc AirPods này nó cho ra được một cái chất âm cao, thấp, trầm, ấm hay là nghe được rõ những cái âm bass hay là nhạc EDM và những cái nhạc cụ trong nhà hay không. Hãy cùng đánh giá tới phần chất âm của chiếc AirPods này nhé. Với những trải nghiệm của mình với chiếc AirPods 2 này thì mình có thể đảm bảo là chất âm của nó khá là tốt nè. Và về mặt trải nghiệm âm thanh trên con AirPods 2 này thì nó nằm ở cái mức là vừa đủ tốt. AirPods 2 này nó có một cái chất âm khá là thân thiện với người dùng, có âm trầm nhiều hơn một chút so với các dòng thiết bị cùng phân khúc. Và cũng giống với AirPods có dây thông thường thì âm trung nó sẽ được tăng cường nhiều hơn và giọng hát đi qua nó sẽ rõ ràng hơn, nó trong trẻo hơn. Và cá nhân mình thì mình không phải là một người quá là khó tính khi mà sử dụng các thiết bị điện tử, đặc biệt là AirPods, thì mình thấy là cái chất âm của nó khi mà đeo lên tai nghe nó, đeo lên tai nó sẽ không bị tù nè, nó sẽ cho ra cái chất âm trong trẻo hơn và khi mà sử dụng lâu dài trong tầm 3 đến 4 tiếng thì nó cũng không gây cho mình một cái cảm giác khó chịu. Và bên cạnh đó, cái tai nghe nó có một cái thiết kế khá là vừa vặn cho nên là khi đeo vào tai thì nó sẽ phù hợp, nó vừa vặn với cái tai của mình cho nên nó không gây cái cảm giác bí bách hay là cảm giác nó bị cấn lỗ tai. Vì vậy cho nên là mình có thể sử dụng cả một ngày mà mình không cảm giác quá là bí bách hay là khó chịu khi mà đeo chiếc AirPods này trên tai. Thiết kế của chiếc AirPods 2 này nó khá là nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng, đem đi đây đi đó cùng với một cái tông màu trắng cũng khá là sang trọng nữa. Và đặc biệt đó là AirPods 2 nói chung thì rất là dễ để mua ốp, chúng ta sẽ có thể có rất là nhiều sự lựa chọn. Mẫu ốp thì rất đa dạng trên thị trường hiện tại. Và khi đó thì chiếc AirPods nó sẽ trở thành một cái món phụ kiện bên cạnh bạn mà các bạn có thể lựa chọn những cái outfit, những cái ốp khác nhau để mà các bạn có thể phù hợp với chiếc outfit của mình. Chiếc AirPods 2 này có hai chế độ sạc, một là sạc dây, hai là sạc không dây. Và nếu như các bạn muốn tiết kiệm thì các bạn có thể mua cái bản là sạc thường. Và theo mình thấy thì sạc thường hay sạc không dây nó cũng như nhau thôi. Có khi là sạc không dây nó còn sạc chậm hơn là cái bản sạc thường nữa. Về thời lượng pin của con AirPods 2 này thì mình đã dùng liên tục được đâu đó tầm 2 năm rồi. Và hiện tại khi mà chúng ta nghe liên tục thì chúng ta có thể nghe nhạc liên tục được đâu đó tầm 2 tiếng rưỡi. Còn gọi và đàm thoại thì có thể dùng liên tục là 1 tiếng rưỡi. Và với cái tai nghe có pin mới thì nó sẽ có một cái thời gian sử dụng lâu hơn. Đó là chưa tính tới việc là các bạn bỏ lại vào hộp và các bạn xài, xong rồi các bạn xài tiếp. Thì nếu như các bạn xài liên tục như vậy thì nó có thể đáp ứng cho các bạn từ 1 cho đến 2 ngày tùy vào cái mức độ sử dụng của bạn. Và có hai điểm trừ trên con AirPods này mà mình muốn nói tới, đó chính là nó không có khả năng kháng nước và không có khả năng chống ồn. Không có khả năng kháng nước thì khi mà các bạn đi mưa hoặc là các bạn tập thể dục thể thao thì khi mà nước nó chạy vào bên trong chiếc AirPods này thì nó dễ dàng làm hư những cái bộ phận bên trong và khi đó là bỏ chiếc AirPods luôn. Và thứ hai đó chính là nó không có khả năng chống ồn thì chúng ta sẽ khó có thể nào mà sử dụng tốt trong những cái điều kiện môi trường nó hơi ồn ào một xíu, ví dụ như là quán cà phê hay là những ở những nơi mà nó có nhiều người đó thì chiếc AirPods 2 này nó sẽ không thực sự phù hợp trong những cái môi trường đó.
Trong khi đó thì chiếc AirPods 2 này với mức giá hơn 2 triệu nhưng mà nó lại không có được cái tính năng chống ồn này, thì mình thấy đây cũng là một cái điểm hạn chế của chiếc AirPods 2 này. Và chúng ta cũng có thể cân nhắc để mà có thể sử dụng lên dòng Pro hoặc là AirPods 3 thì nó sẽ có tính năng chống ồn tốt hơn so với chiếc AirPods 2 này. Và chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được những cái tiện lợi, những cái tốt mà nó đem lại cho chúng ta. Ví dụ như việc là nó có thể thu voice khá là tốt. Và ở trong những điều kiện khác nhau thì chiếc AirPods 2 này nó vẫn thu cho mình được một cái chất lượng âm thanh khá là ổn áp. Ví dụ như ở trong môi trường im lặng hoặc là trong những cái môi trường ồn ào, thì mặc dù là ở môi trường ồn ào nó sẽ hơi ồn xíu thôi nhưng mà nó vẫn có thể nghe rõ được cái tiếng của mình. Và sau khi mình đã nói qua về những khuyết điểm, ưu điểm của chiếc AirPods 2 này thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến phần là nó có phù hợp, nó có đáng mua hay là không ở thời điểm hiện tại, và nó sẽ phù hợp với những ai. Và câu trả lời của mình là có, nếu như bạn có đầy đủ hai điều kiện sau đây. Đầu tiên là các bạn sở hữu những cái sản phẩm của nhà Apple, ví dụ như là iPhone, iPad, MacBook, và các bạn muốn có một cái sự sử dụng nó mượt mà hơn, kết nối nhanh gọn hơn, thì chiếc AirPods 2 này là một sự chọn đúng đắn. Nhưng mà còn một điều kiện thứ hai nữa, đó là các bạn không cần những cái chiếc tai nghe nó quá là xịn sò, như là một cái chiếc tai nghe nó chống ồn hay là chống nước, thì chiếc AirPods 2 này với một cái mức giá khá là phải chăng ở thời điểm hiện tại thì mình tin nó vẫn là một cái lựa chọn khá là đúng đắn cho các bạn. Rồi, và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với chiếc AirPods 2 này. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì hãy để lại một like, share và subscribe cho kênh của Tuffer nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.